Chào mừng mọi người, ngày hôm nay tôi muốn đưa mọi người đến thăm một cái lãnh địa của loài bò sát lớn nhất tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó chính là trại rắn Đồng Tâm. Thì bây giờ mọi người hãy cùng tôi quay trở về miền Tây để đến thăm cái khu trại rắn Đồng Tâm, xem ở đây có điều gì thú vị. Thì mình xin giới thiệu sơ lược qua về trại rắn Đồng Tâm. Đây là một cái trung tâm và nghiên cứu nuôi trồng dược liệu về rắn lớn nhất tại đồng bằng sông Cửu Long, cũng là nơi chữa trị rắn cắn cho bà con tại khu vực này. Rồi mọi người theo chân mình vào trong khu vực trại rắn Đồng Tâm. Rồi xin chào mọi người nha. Thì ngày hôm nay thì tôi có một chuyến đi về Tiền Giang. Và ngày hôm nay thì tôi review cho mọi người xem một trong những cái chỗ mà nuôi rắn lớn nhất tại khu vực miền Tây. Đây chính là trại rắn Đồng Tâm. Và đây cũng là nơi mà có một cái viện bảo tàng rắn đầu tiên của Việt Nam được xác nhận kỷ lục của Việt Nam. Nơi đây thì hiện đang nuôi dưỡng cũng như là bảo tồn một số cái loài rắn cũng như là một số động vật khác. Thì bảo tàng rắn hay là cái trại rắn Đồng Tâm này thì nằm ở địa bàn ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì mọi người có dịp ghé về Châu Thành thì mọi người cũng ghé vào thăm trại rắn. Đây cũng là một điểm du lịch rất là thu hút khách cũng như là mọi người đến xem. Thì phía sau lưng tôi đây là một cái bức tượng rắn hổ mang khổng lồ. Thì cái bức tượng này trước đi khi tôi đi thì không có dựng lên, thì ngày hôm nay thì bức tượng này đã dựng lên thì nó cũng đã đẹp mắt. Thì sẵn này tôi lấy cái cảnh này cũng như tôi thì quay lại cho mọi người xem, cũng như là giới thiệu sơ lược về cái trại rắn Đồng Tâm. Thì như vậy thì cái bảo tàng rắn đầu tiên của Việt Nam mà được xác nhận kỷ lục của Việt Nam như thế nào thì mọi người theo chân tôi nha. Rồi bắt đầu đi. Thì khi vào mà trại rắn Đồng Tâm á, mọi người đi vào cổng với sư đoàn bộ binh 8, sau đó là mọi người nhìn bên trái sẽ thấy trại rắn Đồng Tâm. Thì ngày hôm nay thì giá vé nó là 30.000 một người lớn. Thì trước khi vào mọi người xem cái sơ đồ để dễ tiện tham quan nha. Thì cái trại rắn Đồng Tâm này trước đây mình đã đi cách đây cũng đã 10 năm rồi. Thì ngày hôm nay có cái dịp để làm một cái kênh YouTube này thì mình muốn quay trở lại và quay cho mọi người xem. Thì bây giờ mình đã mua vé rồi, bây giờ bước vào. Thì cái khung cảnh này thì nó cũng quen thuộc, cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Hy vọng là có nhiều cái cảnh đẹp để cho mọi người xem ha. Bây giờ tôi qua đây là cái chuồng rắn đầu tiên, nó cũng tồn tại chắc cũng lâu lắm rồi. Đây là chuồng rắn máy gầm. Đó, máy gầm ha. Nó nằm ở trong cái hốc gạch đó, người ta xây theo cái bệ đá đó mọi người. Bây giờ mọi người theo chân tôi vào khu vực cái bảo tàng rắn. Đây được là mệnh danh là bảo tàng rắn đầu tiên tại Việt Nam và là có lãnh một cái kỷ lục Guinness của Việt Nam. Bảo tàng bảo tồn về rắn đầu tiên. Trong đây thì họ trưng bày những cái tiêu bản về rắn nha. Thì mọi người vào xem đây. Đầu tiên đây chính là rắn biển, một trong những loài rắn kịch độc. Đó, da dẻ nó xù xì ha. Thì họ lấy những cái tiêu bản này họ trưng bày để làm cái nguồn tư liệu dành cho những người đến tham quan cũng như là cho những người để nghiên cứu khoa học. Thì mấy con rắn biển này thì chủ yếu nó tập trung ở khu vực cái ven cửa sông, cửa biển. Đó, cái loại này thì lâu lâu mình cũng nghe người ta bị cắn. Thì cái loại này rất là độc, nếu không cấp cứu kịp thì dễ là mất mạng lắm. Dưới đây là rắn hổ mèo. Cái loại rắn này là thường xuất hiện nè ở khu vực nông thôn. Rắn hổ mang, hổ mèo. Đây là rắn hổ lửa, hổ hồng nữa nha mọi người. Đây là một trong những loài rắn là quý hiếm nè. Nó cũng giống như hổ mang nhưng nó nhỏ hơn. Đó, nó cái kích thước nó nhỏ hơn hổ mang nhiều lắm. Còn đây là rắn hổ mang chúa nè. Đây là một loại trong những cái loại rắn mà nổi tiếng luôn. Và đây chính là rắn hổ đĩa. Thì cái con này thì mình hồi nào giờ chưa gặp ngoài tự nhiên, thì mình chỉ thấy nó ở trong cái bảo tàng này thôi. Thì ta nói rắn hổ đĩa thì nó dài như rắn mà nhìn thì giống như con đĩa vậy đó. Còn đây là rắn hổ lát, mình cũng chưa bao giờ gặp ngoài tự nhiên luôn. Đó, đây là một cái nơi mà người ta sẽ quy tụ nhiều cái danh mục, nhiều cái loài rắn về đây.
để người ta là phân loại cũng như đánh giá cái mức độ về bảo tồn, và cũng như là phân loại về mức độ độc hại và mức độ của từng cái loại rắn. Đây là rắn chằm quạp nè, rắn này cũng rất là độc nha mọi người. Đây, rắn lục mỏ dọ. Rắn lục mỏ dọ thì không xa lạ gì với mình đã từng bị nó cắn. Rắn lục cườm. Và đây là cái bản là kỷ lục Guinness Việt Nam xác nhận là đây là bảo tàng trưng bày về rắn đầu tiên tại Việt Nam. Dưới này thì có một cái con rắn hổ mang chúa, thì người ta làm những cái tiêu bản rất là đẹp, rất là không biết người ta có chứa cái loại dung dịch dễ trong không, mà nó trong lắm, trong suốt mà nó đẹp lắm. Rắn hổ mang chúa, rắn hổ mây, thì những cái quyền thoại, những cái truyền thuyết về rắn hổ mang chúa, rắn hổ mây thì xuất hiện ở khu vực núi Cấm An Giang ha, thì đó là truyền thuyết. Còn thật sự thì mình thấy ở đây, thì đây là những cái con rắn hổ mang này thì nó kích cỡ nó cũng trung bình thôi, nhỏ thôi. Đó, rắn hổ mang chúa, một trong những cái loài rắn kịch độc. Thì rắn đối với người Việt Nam á, nó trở thành một cái văn hóa, một cái tín ngưỡng. Thì ở khu vực đình chùa miếu mạo thì người ta thường hay có cái vấn đề là thờ rắn hoặc là kiêng kỵ về rắn. Và những cái câu chuyện, những cái giai thoại thì thường là liên quan tới rắn. Những cái tiêu bản này họ làm rất là sắc nét, nhìn rất là đã mắt luôn á. Cái này mà nhà mà chúng ta mà có một cái tiêu bản để trưng bày thì thực sự nó cũng rất là đẹp luôn á mọi người. Rất là sinh động ha. Đây là con rắn hổ mang chúa này, là con to nhất mà mình thấy trong cái bảo tàng này đây. Đó, mình quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Thì trước đây thì mình cũng từng bị rắn lục mỏ dọ nó cắn cho một lần rồi. Thì cái mức độ thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, tại rắn này nó không có độc. Tuy nhiên thì cũng phải nằm viện hết mấy hôm ở khu vực trại rắn Đồng Tâm này luôn. Thì kế bên đây thì có một cái tiêu bản về con hổ. Thì cái trại rắn Đồng Tâm này năm 2006, thì trước đây tôi là quân nhân ở trong danh trại này á. Thì có một cái sự kiện, đó là năm 2006 có một con hổ nó bị người ta đánh cắp. Thì không biết bây giờ cái tiêu bản này có phải chính là cái con hổ mà lấy lại từ cái bọn trộm hay không. Thì trước đây thì tôi không thấy có, nhưng mà 10 năm trở lại đây thì hôm nay quay trở lại thì tôi thấy có cái tiêu bản này, ông hổ này. Con hổ này thì nó cũng nhỏ thôi chứ không lớn lắm nha mọi người. Đó. Nhưng mà nhìn thì nó cũng uy nghiêm lắm á. Cái này thì ở ngoài đời gặp thì chắc là mình sẽ không biết làm sao chạy với nó luôn. Còn kế bên đây là có một cái tiêu bản về là con cua đinh. Thì mình không hiểu tại sao là gọi cua đinh nha. Thì mình thấy đây là giống rùa hoặc là ba ba, nhưng mà cái tên dân gian đó người ta hay gọi là cua đinh. Thì mình cũng chưa có điều kiện để tìm hiểu cái tên này nữa. Nó giống như một con ba ba hoặc là con rùa, trong giống như rùa Hồ Hoàng Kiếm á, có cái mai đó mọi người. Đây là những cái tiêu bản rất là đẹp. Rồi bây giờ mọi người bước ra bên ngoài khu vực và nuôi ngoài tự nhiên, bán tự nhiên đối với loài rắn. Thì mọi người nhìn xem có thể là thấy rắn nó nằm trên cây hay không ha. Thì rắn á, thì chủ yếu nó sống là lặng lẽ, là nó không muốn là quấy rầy, cũng như là nó rất là biết cách là ngụy trang, tiệp màu. Đó, mình nhìn cận quay cận cảnh cho mọi người xem. Đó, còn rắn á, màu xanh ha, nó cuộn trên cái cành cây. Rất nhiều rắn nha mọi người. Có thể là máy quay mình quay nhanh thì mọi người sẽ không nhìn thấy được hết đâu, nhưng thật ra thì rắn nó nằm ở trên cây rất là nhiều. Nó có nùi luôn á. Đó, có một con đưa cái đầu ra kìa. Đây là rắn lục mỏ dọ nè. Con này là mình bị cắn đây. Thì con này cắn lên nó là sưng bầm tím luôn, và nó cũng nhức căng da căng thịt. Nhưng mà người ta nói loại rắn này thì nó không mức độ là độc.
Nó chỉ gây đau nhất và sưng lên thôi. Rồi bây giờ chúng ta quay qua bên đây là những cái con này là rắn ráo nè. Rắn này thì ngoài tự nhiên rất là nhiều, rắn này thì nó không độc, rất hiền, mọi người có thể bắt được nó luôn. Đây có một con đang lội dưới đây đây. Nó rắn ráo hay là con này là rắn ráo hay là rắn hổ ngựa gì đây nè. Nó lội cà bơi đây. Thì vô trong trại rắn thì phải quay rắn cho mọi người xem ha. Thì ráng cố gắng quay được bao nhiêu con thì quay. Chứ một hồi nữa mình ra khu vực mà cái chuồng rắn mà hổ mang á, rắn độc á, thì người ta bao lưới rất là kỹ. Thì có thể là mình sẽ quay không được nhiều lắm đâu. Chứ rắn thì nó không phải như các loài động vật khỉ hoặc gấu, thì nó ra nó còn chơi đùa, mình còn dễ quay. Còn rắn thì nó sống âm thầm, nó hơi lặng lẽ. Và đây là một trong những loài rắn kịch độc mà gần đây có hai lên báo, đó chính là rắn lục đuôi đỏ. Có một số câu chuyện, một số bài báo viết gì có một nhóm người hay là thả rắn lục đuôi đỏ mà trước đây mọi người hay đọc ha. Thì loại này thì mình xin chào thua nha, nó rất là độc, rất là nguy hiểm. Nó ngắn thôi. Thì rắn lục đuôi đỏ nè, rồi rắn lục mỏ dọ nè, rắn lục đầu dồ nè, thì nó nên sống chung ở trên đây đó. Rắn lục đầu dồ nó sống chung ở đây thì thật sự đây rất là độc đó. Mình có cái cây gimbal mình quay để cho mọi người xem, chứ mà cầm cái điện thoại thì cũng không dám đưa tới vậy đâu đó. Mình đưa tới là cái đầu nó lắc lư, nó rắn thì nó cảm ứng nhiệt. Đó mọi người nhìn xem ha, đó, nó quấn có nụi trên đây hết. Thì những người nào yếu tim, chị em nào mà sợ rắn thì một lần đến đây vừa tham quan mà vừa thử một cái cảm giác mạnh, xem mình có đối diện với mấy con rắn này không ha. Rồi để tôi xây một vòng nữa cho mọi người xem nha. Đó, nhiều lắm. Đây cái đuôi chót đuôi đỏ đỏ ha mọi người ha. Thì trong tự nhiên loài rắn này á, thì nó không phải tự nhiên muốn tấn công mình đâu. Thì những khi là khi mà ta đi hoặc là ta không để ý, nó nằm ở trên cây mình da quẹt thì nó sẽ cắn. Chứ thường rắn thì không bao giờ chủ động mà tấn công người trước. Chỉ khi mà ta phá hoại cái môi trường sống hoặc là tấn công nó trước thì nó mới tấn công lại. Đó, đây là rắn lục đầu dồ nè. Nhìn cái đầu to, ghê chưa, kinh khủng. Đó, cái mình nó thầm xuống cái rễ cây, cái thân cây ha. Thì so với cách đây 10 năm thì ngày hôm nay mình vào đây thì nó cũng không có gì thay đổi là nhiều hết. Thì cái bảo tàng rắn thì nó vẫn như vậy. Và hai cái khu đầu tiên mà mình tham quan thì nó dường như là không có gì thay đổi nhiều. Đây mình zoom cận cảnh luôn đây, zoom sát luôn cho mọi người xem coi nó có tác động gì không nha. Đó, nó cũng không có đá động gì tới mình nha mọi người, tại vì mình đừng có đụng chạm chọc nó thôi. Chứ rắn nó không bao giờ mà tự động nó dí ta, nó tấn công đâu. Đó, con này là con to nhất là mình thấy nè, nó cất cái đầu lên, cái đầu to à. Còn mấy con rắn này thì nó cũng vô hại thôi, nó chỉ là rắn ráo thôi. Thì ở trong cái khu vực này thì những cái loài rắn này nó chủ yếu là nguồn thức ăn cho loài rắn, cho những cái loài rắn hổ mang, đặc biệt là hổ mang chúa, nó rất thích ăn đồng loại. Đó, hổ mang chúa nó rất thích ăn rắn luôn nha mọi người. Thì đây chính là vừa nuôi vừa để trưng bày, cũng vừa là nguồn thức ăn dành cho những cái loài rắn khác. Những loài rắn độc khác thì nó lại thích ăn thịt đồng loại. Rắn hổ mang là một trong số loại đó. Đó, nó quấn có nụi ở trên nè mọi người ha. Nó đưa đầu ra là đó. Ở trong cái thân cây á, nó cuộn tròn trong thân cây á. Cái này mà ngoài tự nhiên thôi, dù là rắn hổng độc đi chăng nữa mà ra ngoài tự nhiên mọi người thấy cái cảnh này thì chắc cũng là xanh mặt miếu mày á, chứ không phải đơn giản đâu. Thì mình có hai xem trên TV hoặc là xem trong những kênh YouTube khác á, thì mình thấy một kênh nước ngoài nó có giới thiệu một hòn đảo mà
một mét vuông là có bao nhiêu loại rắn đó. Thì ở Việt Nam mình thì chắc chưa tới mức độ đó đâu, trừ những cái trại chăn nuôi. Thì ngày hôm nay là một cái mô hình nuôi rắn bán tự nhiên tại khu vực trại rắn Đồng Tâm. Thì lần cũng như là lần đầu tiên mình mới thấy là cái lượng rắn mà nó tập trung tại một chỗ đông như thế này, nó gây ra một cảm giác cũng hơi sợ sợ nha. Nhưng mà cũng yên tâm vì đây là cái loài rắn thì nó không có độc, chủ yếu là sợ là rắn lục thôi. Đó, bây giờ mình bước ra cái chuồng rắn hổ mang này. Thì cái chuồng rắn hổ mang chúa này á, thì người ta bọc bằng cái lưới B40, cái lỗ nhỏ thành ra cũng không có quay được nhiều đâu mọi người. Thì cặp trong cái khuôn viên trại rắn Đồng Tâm á, thì họ nuôi rất là nhiều cái chuồng rắn đó. Họ xây cất giống như một cái nhà nhỏ nhỏ vậy đó, mỗi con sẽ ở một ngăn một hộp vậy đó. Rồi phía trước có một cái dĩa và phía trong á là họ tạo thành một cái hốc đá để cho nó sống, và một cái dĩa nước để cho uống nước thôi. Thì rắn hổ mang á, thì nó tập tính á, nó nhút nhát thì nó chui vào bên trong mà. Thì mình cố tình mình đưa máy quay nhưng quay không được. Thôi bây giờ thì còn những con loài động vật gì còn lại thì mình quay cho mọi người xem ha. Đây là con kỳ mực, hay còn gọi là chồn gấu nè. Hai con cầy này thì trưa nay thì nó nằm nó ngủ trưa rồi, nó cũng chả đếm xỉa gì tới ai hết. Đó, đó, nằm ngủ cái mặt thấy thương không? Cũng to nha mọi người, cái này cũng tầm là từ 20 tới 30 cân á, trở lên á, đuôi dài. Đó, lông đuôi dài, mượt lắm, đẹp. Nó cái mặt nó tự tượng chó, nhưng mà nó có râu. Thôi để mình quay qua thêm cái phần trại rắn này. Đó, cái con rắn này nó lú cái đầu ra nè. Đó, nó cảm ứng nhiệt nha mọi người. Cái điện thoại mình đó, nó là một cái nguồn nhiệt, thành ra là nó không có thấy đâu, mà nó theo cái điện thoại mình á, nó lắc qua lắc lại là nó tìm cái nguồn nhiệt để nó cảm ứng. Đó, đi ngoài tự nhiên, đi trong rừng mà gặp con rắn hổ mây về mà nó chặn đường á thì cũng thua luôn nha. Đó, mọi người là thua, không biết là thua cho con rắn hay thua cho mình nha. Đối với mình chắc thua cho mình quá, mình sợ. Rồi đây, thêm một người bạn nè. Như mấy bạn này thì mình còn quay được, chứ rắn là mình thua, không có quay được. Đó, rồi nắm tay luôn kìa. Nhưng mà thôi, nắm mắt công, quen biết gì đâu mà nắm tay. Đó, ở có một mình thôi thì thấy cũng buồn ha. Chuyền qua chuyền lại. Đó, con vượn màu vàng. Rồi chúng ta tiếp tục qua chuồng bên đây để tôi giới thiệu cho mọi người biết trại rắn Đồng Tâm nó như thế nào ha. Thì đây thì là một giống như một cái mô hình sở thú nhỏ tại miền Tây Nam Bộ. Đó, hu sao ngơ ngác ha. Đó, con hu sao ngơ ngác ha, dẫm nát khu vườn chiều luôn. Rồi bây giờ mình qua một cái chuồng khác. Đây là chuồng đà điểu Hugo và đà điểu. Ồ, con đà điểu này nó cao lắm nha mọi người, chứ không có thấp đâu nha. Và cái cổ nó cũng rất là linh hoạt luôn, nó uyển chuyển lắm. Đặc biệt sao mình thấy cái cổ nó uyển chuyển quá, nó to lớn nhưng mà cái cổ nó rất là uyển chuyển và linh hoạt. Nó giống như một con rắn vậy đó. Đó, mình mẩy da dẻ thì nó giống như con gà thôi. Đó, nó cũng có lông à. Đó. Ê cha, đà điểu nó có lông mi nha mọi người. Nó có nguyên một cái hàng lông mi luôn đó. Để tôi kia cận cảnh hàng lông mi đó cho mọi người xem nè. Đó, đẹp đó chứ bộ à. Đà điểu có lông mi đó. Rồi thôi, bây giờ mình tạm biệt mấy bạn đà điểu đi. Chứ bây giờ trong đây thì cũng đâu còn gì nữa để xem ha. Rắn thì bây giờ nó cũng ngủ. Mấy cái con gấu thì có ngủ còn sâu hơn nữa. Bên đây trong, đặc biệt trong đây cũng có cọp và cũng có gấu nha mọi người. Nhưng lúc nãy mình qua thì cọp gấu nó đi ngủ hết rồi. Rồi sau khi mà chúng ta tham quan một vòng ở khu vực đó là bảo tàng rắn, cũng như là một số cái chỗ nuôi rắn và nuôi nhốt một số động vật, thì tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị em, đặc biệt là những cái anh mà thích uống rượu, thì ở đây thì có một số cái sản phẩm về rượu rắn. Thì để tôi quay cho mọi người xem nha. Đây, đây là những cái bình rượu rắn sau lưng, phía sau lưng của tôi đây có những cái bình rượu rắn. Đó,
Rồi để tôi đảo cái máy ảnh lại cho mọi người xem nha. Trẻ rắn cũng là một trong những cái điểm mà du lịch nổi tiếng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nha mọi người. Thì đây được xem như là một cái sở thú thu nhỏ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là rượu tam xà 50 độ. Còn dưới này là rượu nấm linh chi, liêm xanh, 2,5 triệu một bình. Rượu tam xà là 3 loại rắn, 50 độ. Đây là hũ lớn. Bên đây thì đây là những cái hũ nhỏ, hũ rắn hổ. Hũ rắn này giá là 500.000 một hộp. Còn đây là bột rắn, không biết công dụng để làm gì đây. Điều trị là đau khớp mỏi gối nè, cổ chân khuỷu tay, đau dây thần kinh. Công dụng là hỗ trợ là điều trị là đau dây thần kinh nè, đau nhức xương khớp nè, đau tay chân nè. Đây là cái bột rắn lục. Có những cái sản phẩm như bột rắn lục nha mọi người nha. Còn đây là cao rắn. Rồi, vậy là chúng ta đã có một vòng tham quan trại rắn Đồng Tâm, cũng như là tham quan cái diện bảo tàng rắn đầu tiên tại Việt Nam, có những kỷ lục Guinness của Việt Nam. Thì tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến clip của tôi. Thì trong thời gian tới, xin mọi người tiếp tục ủng hộ bằng cách là nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ để tôi tiếp tục có động lực làm ra những cái video mới tốt hơn. Xin cảm ơn mọi người. Xin hẹn gặp.